Ở Hải Phòng mà tìm một quán đầy đủ đồ ăn mở xuyên đêm đến tận sáng thì tìm ở đâu nhờ? Hello, xin chào mọi người, mình là Ngói Anh Hải Phòng Holic đây. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến phố cảng ở 116 Tô Hiệu. Trong này thì phải gọi là một thế giới ẩm thực thu nhỏ bởi vì món gì cũng có. Không gian ở đây thì rất là rộng rãi, gồm có 3 tầng liền. Bàn ghế thì hiện đại và sạch sẽ lắm, có cả khu để tổ chức sinh nhật này, ăn liên hoan công ty, đội nhóm hoặc là những cái bữa tiệc nho nhỏ cùng với gia đình thì ở đây đều đáp ứng được hết. Thậm chí là còn có cả loa để mọi người vừa ăn vừa hát karaoke cơ. Còn về phần đồ ăn thì ở đây siêu đa dạng món, kiểu mọi người order món gì cũng có luôn á. Gà tươi này cho đến lẩu nướng hoặc là những cái món đặc sản của Hải Phòng như kiểu ốc thì ở đây đều có hết. Hôm đấy mình cho mấy đứa nhỏ đi ăn liên hoan mà trời ơi, chúng nó order cái gì cũng có đấy. Đây cho mọi người xem nguyên cái mâm của mình này, từ ốc, gà cho đến thịt nướng, trời ơi, nhạc gì cũng nhảy. Và quan trọng là cái chất lượng mình đánh giá rất là cao nha. Hôm đấy mình đi ăn thì món nào cũng rất là hợp khẩu vị, kiểu ở mức ổn luôn đấy. Nhất là cái phần thịt nướng ở đây thì theo mình biết là họ có gần 10 năm kinh nghiệm rồi nên là ướp rất rất ngon luôn á. Xong rồi gà thì ăn cũng không bị bở này. Rồi hải sản thì cực kỳ ok nha, có nguyên cái bể tươi ở dưới luôn. Xong rồi hôm đấy mình đi ăn có một cái món mà tâm đắc nhất, đó chính là lẩu cá lạp sạp. Nay thì ở Hải Phòng rất rất ít quán bán nha, và không phải ở đâu cũng có đâu. Đây là một đặc sản của Quảng Ninh. Nước lẩu ở đây thì họ làm dân dã đúng y như cái vị mình ăn ở Thuyền Trải, chua chua thanh thanh xong rồi cay một chút, ngon lắm. Cá thì sẽ không phải là một loại đâu mà nó sẽ rất là nhiều loại cá biển khác nhau trong cái đĩa đấy. Nói chung là ăn nó kiểu thay đổi khẩu vị mà ngon lắm ấy. Nói chung ở đây thì không gian ok này, đồ ăn thì cũng chất lượng nữa. Quan trọng là mở cửa tận đến sáng luôn. Mà giá rổ thì cũng không đắt đâu nha. Hôm đấy mình đi ăn ấy mà về tính ra mỗi người còn chưa đến 200.000 luôn á. Ăn uống no nê thì ở đây còn có đồ tráng miệng miễn phí, gồm có kem hoặc là hoa quả nữa. Ai mà đang tìm một quán ăn mở thông đêm suốt sáng ngon bổ rẻ thì nhớ nốt vào nhá. Còn giờ thì bye bye mọi người.